Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chiếc đầu giải mã cao cấp đến từ thương hiệu Mazang, có model là NA11S1. Đây là một trong những cái model được rất nhiều đông đảo các audiophile ưa chuộng, bởi vì là thấy các bác ấy bảo là cái giải mã của Mazang con 11S1 này rất là hay, rất là chất lượng. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em bóc thùng chiếc đầu giải mã này nhá, và sau đó em sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc đầu này. Đó, đây là cái thùng hai lớp. Đó, đây thùng đây. Đương nhiên rồi. Và em sẽ đưa cái máy lại gần để các bác cùng trải nghiệm nhá. Đây là cái nội thất bên trong của chiếc thùng. Đó. Đây là cái phần dây nguồn. Đó, cái dây nguồn đây. Và đây là cái khiển. Đây, khiển mà răng này. Đó. Xem cái khiển. Vâng, đây là cái khiển. Cái khiển của chiếc đầu giải mã này. Nhìn rất là xịn này. Đó, màu đen. Đó, và bây giờ em sẽ nhấc ra. Em sẽ quay chi tiết để anh em ta cùng trải nghiệm nhá. Trong này thì nó có thùng xốp này, đương nhiên vận chuyển nó rất là chắc chắn. Đó. Vâng, thưa quý vị, đây là chiếc đầu giải mã đến từ thương hiệu Mazang, có model NA11S1. Đó. Chiếc đầu này thì về hình thức cơ bản thì còn rất là đẹp. Đó. Này, những cái này là vết bẩn này. Đó, rất đẹp luôn, có đầy đủ tất cả các cổng ăn chơi. Đó, nghe nút nguồn này. Đó. Và cái dòng này thì đương nhiên là tất cả những vỏ đây đều là cái vỏ nhôm nguyên khối. Và cái màu này nó không phải là màu vàng gôn mà cũng không phải là màu trắng, mà màu này nó hơi ánh đỏ này. Và hơi dạng như kiểu là hơi ánh gôn ấy. Đó, rất là đẹp. Đây toàn những vết bẩn rồi. Đây là hồi thì rất đẹp rồi, nó giống như là cái phần nhôm nguyên khối. Đó, phần nhôm nguyên khối cho cắt CNC. Đó. Vâng. Và đây là cái máy của dòng này. Đây là cái ít máy. Đây là cái đường ba lăng, ba chân, và đây là cái đường RCA. Đó, tất cả dòng này thì nó sẽ có mạ đồng chống nhiễu đây. Đó. Mạ đồng chống nhiễu. Đó, đây là cái hồi gỗ bên này. Cả đây nó chỉ bẩn thôi nhá các bác. Đó, cái này nó vết giống như vết bụi. Đó. Đó, đây là các đường LAN này, mạng LAN này, Made in Japan. Còn này là LAN Digital. Ở đấy, đây là cường USB cắm vào máy tính. Đó. Và đây là Digital Out, đây Digital In. Đó. Và bên trên đây còn có cả cái
tấm 8 chân. Đó. Đây, Mazang 11S1. 100V và 50W. Về hình thức cơ bản thì con này rất là đẹp. Đó. Con này giải mã đi tới 32 bit nha các bác. Đó, các bác quan tâm vào đây có cả đường đường USB này. Đó. Vâng. Video clip ở đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại.